Hai hôm trước thì em Lê Hương đã cho lên sóng vài kiểu ảnh về chiếc xe Innova biển thủ đô đời 2010. Thì là rất là nhiều khách hàng quan tâm về video trực tiếp của em nó. Thì thật sự là hơi xin lỗi khách hàng một chút, là vì trong thời gian vừa rồi có rất là nhiều khách hàng đến xem xe, nên là em bận quá, nên hôm nay thì em mới dành một chút thời gian này ra quay một video trực tiếp cho khách hàng nhà mình về chiếc Innova số sàn đời 2010. Và đây là chiếc Innova bản G em đang chào bán với giá là 275 triệu. Những bác nào mà có mục đích gia đình, taxi, dịch vụ gì đấy hoặc là đi gia đình thì chiếc xe Innova này đáp ứng đủ tiêu chí khách hàng nhà mình nhé. Một chiếc xe Innova bản G giá cực mềm 270 triệu biển thủ đô đẹp cho em đây. Các bác nào mà ở biển thủ đô Hà Nội mà cũng muốn mua em nó thì về cũng không mất đến 20 triệu phí sang tên đổi chủ đâu ạ. Nước sơn màu bạc đẹp các bác nhìn này, một bác chủ cực kỳ khó tính luôn. Đi mua xe mà thợ nhà em đến 2 lần bác ấy mới tiếp, vẫn còn tiếc xe đấy ạ. Vẫn còn tiếc xe, bán xe mà vẫn còn tiếc xe thì các bác phải hình dung xe nó đẹp như thế nào đúng không ạ? La răng thể thao đây, phanh nga ABS. Riêng cái phần lốp các bác nhìn này, hòn sói nó vẫn còn dính được vào đây thì lốp còn đi còn chán chê. Bản này là 2.0 số sàn 5 chỗ ngồi, nên là xe đi cực đầm cho em. Vì là đã chở 7 người nên là trang bị động cơ 2.0 là chuẩn rồi đúng không ạ? Cả những cái gương lồ này các bác chủ cũng lắp thêm rồi, để khi mà đi xe Innova nó có cao có dài, những cái góc khuất, những cái điểm mù mà mình khó nhìn ấy, thì là mình có cái gương lồ nhìn sẽ dễ hơn nhá. Nói chung là về đồ chơi và option của Innova thì em nó không phải sinh ra để phục vụ mục đích du lịch, à mục đích chơi bời gì, mà em nó trực tiếp là vào khu du lịch đi. Một là dịch vụ này, hai là chở gia đình, nên là nó cũng không có nhiều option gì quá. Em chỉ quay chi tiết cho khách hàng nhà mình xem này, keo chỉ zin cánh cửa này, kệ chống để tay, áo chống mỏi tay này, thì ốp cho em 4 cánh đều, ốp cho em là có mạ giả vân gỗ nhá. Cái này nó ốp vân gỗ cứng luôn, bằng nhựa nhưng mà vân gỗ luôn này. Móc khóa còn sáng đẹp. Điều hòa thì mát lạnh luôn, từng con ốc thì em cũng quay cho khách hàng nhà mình. Tối khí an toàn được trang bị ở ghế phụ cũng như là vô lăng trên ghế lái này. Thì Innova này thì lên cho em một cái màn hình Santech rồi, rất là to luôn. Ghế ra thì cực kỳ sạch sẽ luôn ạ. Phải cẩn thận, kỹ tính thì mới giữ được một chiếc xe Innova đời 2010 đẹp như thế này nhá. Đây các bác nhìn cho em này, từng con ốc thì em cũng quay cho mình. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Những bác nào mà quan tâm muốn chạy thử xe thì nhấc máy lên điện cho em ngay đi ạ. Vì Innova là thời điểm bây giờ là rất là hiếm xe đẹp. Nếu như một chiếc xe với tầm tiền 275 triệu mà để em chọn lọc thì chọn được rất là ít xe thôi. Các bác dân cũng chào nhiều, các bác thợ cũng chào nhiều, nhưng mà để cho em lọt vào mắt của em Hương thì em cũng phải cân đối rất là kỹ luôn. Thứ nhất là về giá này, thứ hai là về chất lượng, để khi mà khách đến mua xem xe nhìn phát là ưng luôn. Điều hòa đây nhá, tất cả những hàng ghế này, các bác nhìn này, 7 chỗ ngồi là có 3 hàng ghế này, bé mắc tài thì điều hòa đây, điều hòa hai bên này, hàng ghế thứ hai có điều hòa đây, hàng ghế thứ ba lại có điều hòa tiếp. Nên là các bác cứ yên tâm, ngồi ở vị trí nào, khu vực nào thì cũng đều có điều hòa mát lạnh cho em. Nên các bác hoàn toàn yên tâm này. Hàng ghế thứ hai cực kỳ rộng rãi này. Hàng ghế thứ ba đây không kém phần long trọng đâu nhá, rất là rộng rãi luôn, bác nhìn cho em này. Chân là chân nỉ zin theo xe. Móc khóa này đầy đủ cho em nhé. Gương kính thì em cũng đã cam kết là sẽ liền đào cam kết liền đời cho xe cho mình này. Đời 2010 bản G giá chỉ có 275 triệu thôi ạ. Mở tiếp tục cho các xem khoang này, cực kỳ ưng ý luôn. Nội thất đẹp căng luôn như thế này. Bác chủ cực kỳ kỹ tính mới có thể giữ được nhá. Cái này là thiết kế để nước cho mình, để sữa này, trà sữa, cà phê này, con nhỏ này các bác, hoặc là các bác ngồi phía sau lóc nhà mình ngồi đây, để cho nó sạch sẽ luôn, không bị dây ra xe đâu ạ. Lốp phía sau cũng vậy, với chiếc xe này thì dàn lốp còn tương đối đẹp cho em. Nếu mà nói mới thì không phải là mới, nhưng mà đi tương đối nhá, vì khe rãnh rất là sâu luôn, còn lâu phải thay luôn, gầm bẹ đây ạ. Ở phía trước cũng như ở phía sau thì ốp hết mạ chrome cao cấp cho em, kể cả là đèn pha hay đèn hậu thì đều ốp hết rồi. Và với chiếc xe này thì có cho em là một cái, hai cái mắt cảm biến va chạm này. Tình trạng xe như nào thì em báo thế này. Cái này thì là lúc em mua nó không còn rồi, nên em cũng chiếu thẳng vào luôn. Cái này nó cũng không quan trọng gì đâu, chỉ ốp lên cho đẹp thôi. Cái nhựa cứng màu đỏ đấy, còn phanh thì nó sẽ là báo ở đây nhá. Và phanh báo sẽ trên cao hai làn này, trên dưới lắp cốp và ở phần đèn hậu nhá.
Còn cái này chỉ là ốp vào cho nó có, cho nó đẹp thôi. Đây này, em mua nó không có rồi nên em tình trạng xe vừa mới về đây em báo luôn. Cam lùi đầy đủ cho em này. Mở khoang cốp ra. Mở khoang cốp ra thì khi mà ngồi đủ hai hàng ghế thì khoang cốp cũng là vừa phải thôi đúng không ạ? Cái gì đây? Em mua rồi nên em không để ý đây. Khoang cốp cũng là vừa phải thôi. Nhưng khi mà các bác gập hàng ghế thứ ba lại thì khoang cốp nó cực kỳ lý tưởng cho mình, giống như một chiếc giường ấy. Đây là ốc của phần cánh cửa, cánh cốp ấy nhá. Gioăng cửa thì ôm trọn cho em hết về phần khoang đít cốp xe này. Đôi thủ thì cực kỳ nhẹ nhàng, mở cốp thì cực kỳ dễ luôn. Bấm một phát là mở lên luôn. Lốp sơ cua được thiết kế ở dưới gầm xe như thế này. Đối với dòng Innova lốp sơ cua đây, các bác nhìn này, gầm bẹ không hề bị mục mọt luôn. Cảm biến va chạm phía sau là hai mắt này. Đèn hậu ốp hết mạ chrome cao cấp, sáng đẹp cho em. Thông thường những cái bác mà sở hữu một chiếc xe Innova là thường những cái bác tầm trung liên rồi. Nên là với những cái bác trung liên ấy thì đi xe cực kỳ giữ xe cho em luôn. Nếu như các bác thanh niên, các anh thanh niên thì đi có thể một chút nó hơi ngổ ngáo hay là một chút gì đấy về rượu thì xe sẽ có thể là đi nhanh đi chậm. Nhưng riêng những bác trung liên, cả cuộc đời các bác đấy làm để được một chiếc xe cũng gọi như là cần câu cơm của gia đình nên các bác cứ gìn giữ lắm. Kể cả ai thì cũng vậy thôi, tâm lý chung mà, bỏ tiền ra mua xe thì ai cũng sẽ là người rất là kỹ tính bảo vệ xe của mình. Thì xe này có cho em là 4 cánh cửa đều ốp hết, à đều có 4 quả loa to bản này. Cánh cửa cũng ốp hết mạ chân kính cho em rồi. Đây là khu vực mà ghế bác tài đây, cánh cửa bên bác tài này, gương kính thì cũng auto cho em. Móc khóa còn sáng đẹp như thế này. Innova các bác nhìn cho em nhé. Keo chỉ zin cánh cửa đây. Lỗ thoát nước tròn xe, bệ chống mỏi tay đầy đủ cho em. Màn hình giải trí thì là em này có một chiếc rồi nhé. Túi khí an toàn thì có hai túi này, ở trên vô lăng của bác tài cũng như là ở trên ghế phụ này. Điều hòa sấy sưởi kính thì làm mát cực nhanh. Có tất bật cảm biến đầy đủ cho em. Cần số đây ạ. Cần số đây. Theo thời gian sử dụng thì em nó có hơi bị bật bật một chút cái này nhưng không sao cả. Nhưng cái phần áo da các bác nhìn này, chất chuyện. Áo da còn mới đẹp cho em. Phanh tay đầy đủ đây. Phanh tay rất là sắc lẹt đẹp luôn. Đây, cái hộp này để cái gì đây? Cái hộp này thì bác chỉ để mấy cái đồ lằng nhằng vớ vẩn thôi. Chỗ này thì các bác có thể để nước cho em này. Đó, để nước này, cái này là cái mút gì. Điều hòa thì mát lạnh rồi. Táp lô thì đẹp căng luôn. Và bác chủ cũ rất là cẩn thận này. Thêm cả cho em một cái lót xảm như thế này. Và bây giờ thì em sẽ mở khoang động cơ máy móc của chiếc xe lên cho các bác nhà mình cùng chiêm ngưỡng ạ. Cùng chiêm ngưỡng nhá. Ghế thì ghế chỉnh cơ thôi nhưng mà rất là nhẹ nhàng. Đây la răng các bác nhìn cho em. Đèn pha phía trước thì ốp hết mạ chrome các bác nhìn này. Đèn pha hay đèn hậu thì đều ốp hết rồi, biển thủ đô. Có đèn gầm nhá, chiếc xe này thì có cả đèn gầm đầy đủ cho em trước và sau này. Đó. 275 triệu, giá này thì em sẽ bao hồ sơ cho khách hàng nhà mình để các bác đỡ phải đi lại vất vả này, bao hồ sơ. Các bác nào đến xem xe trực tiếp thì em vẫn để thêm linh động thêm về giá này, để giá đẹp cho mình luôn này. Các bác nhìn cho em phanh ABS bó cứng này. 2010 mà giữ được cho em một cái động cơ cực kỳ đẹp như thế này. Nào đâm vào đâu, xô vào đâu, không hề luôn đúng không ạ? Nếu như các bác nhìn kỹ nhá, còn nhìn nguyên là bút chấm sơn QC và nhà sản xuất này. Đấy, khi QC nhà máy người ta kiểm tra đến đâu thì người ta sẽ có một cái mực gì của người ta chuyên dụng để đánh dấu rằng đã kiểm tra này, nhưng cái bút chấm sơn thì còn nguyên. Cái phần keo chỉ ở bên lắp capo thì bác chủ cũ là ốp hết rồi nên là nhìn nó hơi khó nhưng mà còn nguyên đẹp cho em. Các cái lốt cắt này từ con ốc trên lắp cabo này sạch sẽ chưa ạ? Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video chi tiết nhất về chiếc xe Innova đời 2010 số sàn, trang bị động cơ là 2.0. Đời 2010 em đang bán là 275 triệu. Tất cả khách hàng nào mà đang quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong khách hàng sẽ thiện chí lại đến chạy thử xe và cảm nhận. Nếu như có mục đích sử dụng thì alo cho em ngay ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.